Đức Tiến xin chào mọi người à, đã đến với kênh Radio Đồng Ca nhỏ của Tiến. Ngày hôm nay à, lâu lắm rồi mình trở lại để mà mình nói uh, chuyện uh, một chút xíu về âm nhạc, luận bàn về âm nhạc trong cái khoảng thời gian gần đây thôi, cũng không, không có dám nói ở một cái giai đoạn nào. Trước hết là cái việc uh, cô một cô hoa hậu đi thi uh, hoa hậu uh, thế giới thì. Uh, một cô thì đoạt giải nhất uh, Miss Grand International là cô Thùy Tiên thì không nói nhưng mà cô thứ hai là cô như là cô Hà cũng là cô Hoa hậu đi thi bên Mỹ thì uh, về vấn đề âm nhạc thì cổ chọn cái bài uh, vót chông để đánh cái cái đàn uh, tơ thì cái bài này nó nó có mấy cái vấn đề uh, uh, quân mỹ là beo sói gì đó thì cái bài này bị người ta lên án rất là nhiều à, một cách nào đó thì nó không có mang đến cái tình hữu nghị và sự liên kết đoàn kết à, trong cái thời đại mới thì đó là cái cách chọn sai bài hoặc là cách à, bị định hướng âm nhạc sai trong cái phần trình diễn của cô ta thì đó là một trong những cái nó cũng làm xáo động cái không gian mạng nhưng mà có một cái điều mà làm cho mình bất ngờ hơn nó chính là ngày hôm qua chương trình vtv à, có phát sóng một trận banh và có đội tuyển việt nam à, hát quốc ca trước khi vào trận đấu thì vtv có một chạy một cái dòng chữ là à, xin được phép ngắt cái tiếng à, hát quốc ca này là bởi vì à, nó còn à, ảnh hưởng đến cái vấn đề à, bản quyền thì như một cách nào đó thì cái chuyện đính chính ở trên tv thì nó là lịch sự thì mình thấy nó ờ à, cũng được nhưng mà mình ngẫm lại là một người việt của một quốc gia mà là một công dân mà tự nhiên cái người cầu thủ đã banh họ cũng là một công dân chứ mình cũng là một công dân mà bây giờ cái bài quốc ca của mình hát lên mà mình hát lên chỉ được nhép nhép thôi chứ không có được uh, phát ra cho mọi người cùng cùng nghe rồi cũng đính chính trên cả nước trên truyền thông là bởi vì nó bị ảnh hưởng đến bản quyền thì mình thấy là cái vấn đề này nó phi lý bởi vì quốc ca nó là một cái tài sản của một cái quốc gia của một người công dân và họ phải có trách nhiệm và thậm chí là ai cũng phải thuộc bởi vì bạn là quốc gia nào Bạn không thuộc quốc ca của bạn Thì uh, tệ quá Nhưng mà đằng này bây giờ thuộc mà hát lên Nhưng mà không không có được uh, Chỉ cho nhép nhép miệng thôi Chứ không có được uh, phát lên uh, bằng tiếng Thì mình thấy nó phi lý ở cái chỗ là Chỉ dựa vô cái chuyện là uh, uh, Ảnh hưởng và vi phạm đến bản quyền Thì trên thế giới những cái người mà âm nhạc như là những cái người mà cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 những nhạc sĩ lừng danh thế giới như Beethoven, Chopin, uh, Johann Beck là rất là nhiều. Uh, những cái tác phẩm của họ đến nay vẫn được sử dụng nhưng mà gần như là uh, sẽ không ai uh, có thể lấy được cái, cái 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 bản quyền của 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 những cái, cái cái tác phẩm đó cái gia đình của họ cũng vậy bởi vì theo tiếng được biết là bởi vì nó có những cái quy ước chung mà cái này nó phải là luật của quốc tế hay là gì đó thì nó mới như vậy. Là bởi vì những cái tác phẩm mà lớn mà nó đã đi sâu vô cái lòng người sau nhiều niên đại và thậm chí qua nhiều thế hệ và nhiều chế độ. Những cái bài đó người ta hương ước và quy ước với nhau chứ. Là hơn 50 năm thì những cái ca khúc và những cái bài hát đó nó giai điệu đó nó là tài sản của nhân loại đó chứ nó không còn là tài sản của một cái đơn vị nào đại diện người nhà hay gì hết thì ngay cả cái việc mà sau này mà những cái bài hát của nhạc sĩ phạm duy sáng tác từ kể từ khi ông mất chứ không phải là kể từ khi bài hát nó ra đời sau 50 năm thì nó cũng sẽ vô cái quy luật đó và thậm chí nhạc sĩ Trình công sơn và tất cả mọi nhạc sĩ khác À, cái tiền lệ nó là như vậy bởi vì 50 năm đã quá đủ để người ta có thể à, những cái người đại diện cho những cái người nhạc sĩ đó người ta có thể kinh doanh người ta có thể lấy tiền một cách nào đó nhiều thì nó không nhiều nhưng mà 50 năm là cái khoảng thời gian nó quá đủ để mà người ta có thể lấy vài thế hệ nói như vậy để mình mới nhìn nhận lại là một cái tác phẩm hay là một cái uh, chuỗi tác phẩm do chính một người nghệ sĩ sáng tác mà so với chuyện 50 năm mà người ta cứ thu phí như vậy thì thành ra cái tác phẩm nó nó sẽ à, bị mài mòn đi và cách nào đó là cái người nghệ sĩ ban đầu họ viết ra họ cũng sẽ không nghĩ trong cái chuyện kinh doanh chắc chắn những nhạc sĩ vĩ đại thì à, những cái người hậu bối người ta có quyền sở hữu bởi vì họ coi đó là tài sản của người trong gia đình nhưng mà sau 50 năm là cái câu chuyện đó nó kết thúc Thì cái đó nó quá đẹp Đó là câu chuyện của những uh, uh, Nghệ sĩ uh, và câu chuyện thậm chí là của thế giới Trở lại với Việt Nam Thì cái bài hát của nhạc sĩ Văn Cao là tiếng quân ca được chọn Là cái bài Quốc ca Thì kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Cho đến giờ bài đó được chọn thì nó cũng đã ngót ngát là 50 năm Thì nó cho nó là một tác phẩm đơn thuần đi thì nó cũng đã là tài sản của quốc gia chứ huống chi mà cái này nó đã là một bài hát trở thành biểu tượng đại diện cho một quốc gia và nó được gọi là quốc ca là bất kể người nào người việt nam nào cũng phải hát cái ca khúc này khi có những cái lễ tôn nghiêm để biểu dừng cho tinh thần dân tộc. Vậy thì ghi cái dòng chữ trên VTV3 tưởng chừng như rất lịch sự nhưng mà cảm thấy đó là một cái sự tệ hại và đáng xấu hổ cho cái ngành quản lý. Bởi vì một bài quốc ca mà lại phải đính chính là sợ vi phạm bản quyền. Bây giờ mình mổ ra cái chuyện mà vi phạm bản quyền là chỉ có vi phạm ví dụ như quốc ca mở miệng lên hát ai cũng hát được tuy nhiên cái nhạc nền quốc ca đó ai là cái người làm là cái biết nhạc đó quý vị thì cái biết nhạc đó đó nó phục vụ cho cái tinh thần dân tộc chứ không phải là phục vụ cho một cái tinh thần của một cá nhân kinh doanh cái biết nhạc đó ví dụ như tôi nói cái anh tùng dương cách đây vài hôm anh có tung ra một cái video của ảnh một cái clip ảnh hát cái bài tiếng quân ca À, anh bật áo vest hát dưới cái lá cờ ảnh quay một cái video của ảnh quay hình rất đẹp với lại những cái người uh, bạn diễn thì cái việc mà ảnh sinh hát cái bài đó và bởi vì cái bài đó nó rất là quen thuộc nhưng mà ảnh phục vụ cá nhân của ảnh cho nên thành ra là ảnh có quyền và ảnh thực hiện cái bài đó theo cá nhân của ảnh và ảnh phải trả phí tác quyền uh thì mình mới nhìn thấy là ở một cái chỗ là bởi vì anh ta yêu cái quốc ca và anh ta muốn thực hiện cái cái tấm lòng đó thì cái việc chi trả cho cái vấn đề của cái bài hát mà anh hát đó chính là bài quốc ca để anh đầu tư thì cái chuyện đó không đáng bao nhiêu bởi vì anh đã đầu tư đến mức đó thì anh chi trả vài triệu đồng như một bài hát bình thường để phục vụ cái mục đích cá nhân nhưng sau cái mục đích cá nhân đó anh lan tỏa ra cái niềm yêu thích cái bài hát quốc ca cho những người khác đó là cái giá trị đáng trân trọng nhưng mà cái này cầu thủ quốc gia đại diện cho một quốc gia hát cái bài quốc ca lên đài truyền hình cũng là đài truyền hình quốc gia mà lại ghi là bị sợ vi phạm bản quyền thì cuối cùng là cái quốc gia đó là không có quốc ca trong một cái trận đá banh giữa hai quốc gia với nhau Cuối cùng là cũng có uh, Nghi thức hát quốc ca Nhưng mà cuối cùng quốc ca không có phát ra tiếng Vậy thì Cái việc mà vi phạm bản quyền là vi phạm cái gì? Hát cái lời đó bị vi phạm Hay hát sai vi phạm Hay cái nhạc biết đó vi phạm Hay là cái người nhà của ông Văn Cao Không cho cái bài đó được hát nó vi phạm cái gì vô lý ở thái lan tôi nghe những người bạn tôi kể đang đi ngoài đường nhiều khi đến tới cái giờ nào đó người ta đứng lại và người ta hát hát có thể là người ta hát quốc ca bất kể lúc nào cái dân túy trong lòng của người ta nó 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 nó, nó thực sự là thấm nhuần và mình thấy cái việc mà một cái bài hát quốc ca mà được đính chính cho bởi đài truyền hình quốc gia trước một đội tuyển quốc gia này giao lưu với một quốc gia khác mà cái bài quốc ca đó đó chỉ được nhét miệng chứ không có được phát lên tiếng vì sợ bản quyền thì mình thấy là đây là một cái việc nếu như mà không nói là xấu hổ thì nó là một cái nỗi sỉ nhục của người làm quản lý bởi vì đến giờ lúc này làm người việt tôi là người việt tôi viết nhạc biết bao nhiêu năm bài hát quốc ca mà đến giờ, tôi thì bị vi phạm nhạc nhiều đó, nhưng mà mình nói là mình chỉ là một cái nhạc sĩ quen, mình không nói. Nhưng mà một cái bài quốc ca, một cái bài mà từ thời nhỏ cho đến lúc hát đến giờ, bây giờ mà tự nhiên còn bị vi phạm bản quyền mà được đính chính bởi Đài truyền hình quốc gia thì cổ suý cho cái việc gì? Là người ta không nên hát quốc ca nữa, là bởi vì sẽ không biết cái bàn tay ma quái nào nó thò vô nó thu bản quyền cái việc đó nó, nó làm triệt tiêu đi cái tinh thần cái gì cái tinh thần yêu hát quốc ca mà cây cái, cái đó là cái cửa vào đến với cái tinh thần dân tộc cửa chính luôn á thì mình thấy nó tệ hại quá cho nên thành ra là mình có những điều mình bức xúc về cái chuyện đó âm nhạc nó làm đẹp cho cuộc đời nhưng mà cái người không có làm ra âm nhạc mà làm cái luật âm nhạc đó Họ đang làm xấu đi tất cả mọi thứ. Cho nên thành ra là cái việc này là việc đáng xấu hổ. Nó phải đáng xấu hổ trước rồi mới giải quyết được. Chứ đừng xem nó giống như là một việc khoa học à, phải giải quyết theo trình tự này nọ. Không, là một người Việt phải đáng xấu hổ. Bởi vì bạn không nghe được quốc ca của bạn trên TV. Quốc ca của bạn trên TV mà cái người hát quốc ca nó đang ở trên đất nước mình. Xấu hổ lắm đấy. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Sẽ có lúc khiến ta rung lên khi đường bóng lướt ngang không thành. Nhớ những phút trái tim lâng lần khi bàn thắng đến trong hy vọng. cho nhau khát khao trên sân cỏ này cho con tim thăng hoa là bóng đá cho tim mê say khi đường bóng lăn nghe trong phút giây mới đi nhọc nhằn ta bên nhau hôm nay là bóng đá Ông, niềm vui như vợ hòa, khoảnh khắc sướng vui như trẻ thơ, khoảnh khắc sướng vui như trẻ thơ.